thầy ngại ngại ngại. Xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta cùng bước lên sân khấu để tham dự chung vui với buổi múa sạp trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Nét văn hóa không thể thiếu đối với dân Việt Nam. We'll be right back.
Vâng, xin được cảm ơn tiết mục múa rạp. Sau đây